Trên cái lãnh địa này chỉ có duy nhất một người, đó chính là Phantom. Dừng lại đi mà! Dám phá hủy nhà của ta sao? Dám làm hại con của ta sao? Ngươi sẽ phải trả giá. Im đi! Không loại ma thuật nào có thể bảo vệ các ngươi đâu. Hội Pháp Sư Fairy Tail phát sóng lúc 22:30 tối nay trên HTV3.